nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu Á hậu Ý Lan. Mặt mới đó là điều cần thiết để phối hợp giữa những cái cũ và những cái mới. Nếu được gắn kết với nhau thì cần cái sự tương tác, cần cái sự tình cảm, thì những cái điều đấy thì nó không khó đối với Trà My, bởi vì khi ngoài đời thì hai anh em đã khá thân thiết với nhau. Một diễn viên gọi là tay ngang không được gọi là học qua trường lớp bài bản, thế là khi mà được đóng chung với các cô chú thì em cũng hơi lo sợ. Và đó cũng là một món quà riêng cho trung tâm của em. Và tất cả những bộ phim nó đều phải có thông điệp rõ ràng. Nó là hướng đến sự nhân văn, hướng đến tình cảm sâu sắc của người Việt. Chứ nó không phải là đi theo trend hay là những cái gì đó nó gọi như là, như em hiểu không nào, là nó kiểu không có đọc lại. Mười năm của sự cố gắng và bền bỉ, 10 năm của sự tận tâm người làm nghề, 10 năm của sự trung thực và khát vọng vươn xa, 10 năm của tình yêu, tình bạn, tình hữu nghị và sự kết nối cộng đồng. Nam Minh Media chắp cánh thương hiệu Việt.